Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 31 Dạ Thần Bà San Bà Diễn Đề Phó Thác Thứ Nhất Hoan Hỷ Địa. Bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng suy ngẫm lời dạy của vị địa thần An Trụ, kia nhớ thọ trì môn giải thoát tạng trí huệ không thể trở hoại của Bồ Tát, tu tam muội của Bồ Tát, học quỹ tắc của Bồ Tát, quán sát chú hí của Bồ Tát, nhập vào sự vi diệu của Bồ Tát, đắc được trí huệ của Bồ Tát, đạt được bình đẳng của Bồ Tát, biết vô biên của Bồ Tát, dò lường sự thâm sâu của Bồ Tát. Lúc đó thiện tài đồng tử một lòng suy ngẫm lời dạy của trụ địa thần An Trụ, ghi nhớ thọ trì pháp môn giải thoát tạng trí huệ không thể trở hoại của Bồ Tát, tu học tam muội của Bồ Tát, học tập quỹ tắc của Bồ Tát, quan sát cảnh giới tự tại du hí nhân gian của Bồ Tát, vô cầu vô thúc, chứng nhập cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, đắc được trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, đạt được cảnh giới bình đẳng của Bồ Tát, biết được thần thông diệu dụng vô lượng vô biên của Bồ Tát, dò đường pháp vi diệu thâm sâu của Bồ Tát. Thiện tài từ từ đi du hành đến thành Ca Tỳ La, đi vào từ cửa hướng đông, đứng chờ chẳng bao lâu thì mặt trời lặn, tâm nhớ lời dạy tùy thuận các Bồ Tát, khát ngưỡng muốn gặp vị trụ dạ thần đó. Đối với thiện tri thức sinh nghĩ tưởng là Như Lai. Lại nghĩ như vậy, nhờ thiện tri thức mà được con mắt khắp cùng, thấy rõ khắp cảnh giới mười phương, nhờ thiện tri thức mà hiểu được rộng lớn, thấu đạt khắp tất cả nhân duyên, nhờ thiện tri thức mà được mắt tam muội quan sát được khắp tất cả pháp môn, nhờ thiện tri thức mà được mắt trí huệ chiếu rõ được khắp biển cõi mười phương. Thiện tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng nam đến thành Ca Tỳ La, đi vào từ cửa hướng đông, đứng ở đó chờ chẳng bao lâu thì mặt trời lặn, tâm ngài nghĩ nhớ tới lời dạy tùy thuận các Bồ Tát, khát ngưỡng muốn gặp vị trụ dạ thần Bà San Bà Diễn Đề. Ngài đối với thiện tri thức xin nghĩ tưởng như Phật, thấy thiện tri thức giống như thấy Phật, lại nghĩ như vậy, nhờ thiện tri thức mà được con mắt khắp cùng, thấy rõ khắp cảnh giới mười phương, nhờ thiện tri thức mà hiểu biết rộng lớn, thấu đạt khắp tất cả nhân duyên, nhờ thiện tri thức mà được mắt tam muội quan sát được khắp tất cả pháp môn, nhờ thiện tri thức mà được mắt trí huệ chiếu rõ được khắp biển cõi mười phương. Đây là phó thác hoan hỷ địa thứ nhất. Bạn lành là chủ dạ thần Bà San Bà Diễn Đề, thành tên là Ca Tỳ La, dịch là Hoàng Sắc. Thuở xưa có vị tiên nhân đầu vàng ở đây, nên theo đây mà đặt tên. Hoàng là màu ở giữa, biểu thị hợp với trung đạo. Hơn nữa đây là thành thị của Đức Phật đản sinh, biểu thị sơ địa sinh nơi nhà Phật. Bà San dịch là hương, Bà Diễn Đề dịch là chủ đương, biểu thị khi mùa xuân thì chủ đương cấy mạ, tức là sơ nhập địa, sinh trưởng vạn hạnh, cứu hộ chúng sinh. Trên đất thường thấy nhiều dạ thần, biểu thị chứng trí huyền diệu, lìa tướng phá tối. Hết thảy thiện tri thức của thập địa đều thị hiện thân nữ thần, biểu thị chứng nơi đồng thể tử bi. Lại nữa, thiện tài đồng tử đi vào cửa hướng đông, vì phương đông là sáng trước nhất, hiển nhập chứng ban đầu. Thấy mặt trời lặn là biểu thị dạ thần sắp chấp hành nhiệm vụ tại sơ địa. Bồ Tát ban đầu đắc được thánh vị, chứng đủ hai không, hay là ít đa người sinh đại hoan hỷ. Sơ địa đoạn kiến hoặc, tức phân biệt phiền não. Chỉ nghĩ như vậy, thì thấy vị dạ thần ở trong hư không ngồi trên tòa sư tử, hương liên hòa tạng trong lầu các báu. Thân màu vàng ròng, mắt và tóc sánh biếc, tướng mạo đan nghiêm, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Các chuỗi báu dùng làm nghiêm sức, thân mặc y phục đỏ, đầu đội mão phạm thiên, tất cả tình tú hiện rõ trên thân. Mỗi lỗ chân lông trên thân của vị dạ thần đó đều hiện hóa độ vô lượng vô số chúng sinh trong đường ác, khiến cho thân họ được lìa khỏi hiểm nạn. Các chúng sinh đó hoặc sinh vào cõi người, hoặc sinh lên cõi trời, hoặc có người hướng về hai thừa Bồ Đề, hoặc có người tu hành đạo nhất thiết trí. Lại trong mỗi mỗi các chân lông đó
thị hiện đủ thứ phương tiện giáo hóa, hoặc vì họ hiện thân, hoặc vì họ thuyết pháp, hoặc vì họ thị hiện đạo thanh văn thừa, hoặc vì họ thị hiện đạo độc giác thừa, hoặc vì họ thị hiện Bồ Tát hạnh, Bồ Tát dũng mãnh, Bồ Tát tam muội, Bồ Tát tự tại, Bồ Tát trụ xứ, Bồ Tát quán sát, Bồ Tát sư tử tần thân, Bồ Tát giải thoát du hí, đủ thứ thành thục chúng sinh như vậy. Khi thiện tài đồng tử đang nghĩ như vậy thì thấy vị dạ thần Bà San Bà diễn đà ở trong hư không, ngồi trên tòa sư tử hương liên hoa tạng trong lầu các báu. Thân ngài màu vàng ròng, mắt và tóc màu xanh biếc, tướng mạo rất đoan nghiêm, khiến cho ai thấy được ngài cũng đều sinh tâm hoan hỷ. Các chuỗi báu dùng làm nghiêm sức, thân ngài mặc y phục màu đỏ, trên đầu đội mão báu của trời Phạm Thiên, tất cả tinh tú hiện rõ trên thân của ngài. Mỗi lỗ chân lông trên thân của vị dạ thần đó đều thị hiện hóa độ vô lượng vô số chúng sinh trong đường ác, khiến cho thân họ được lìa khỏi hiểm nạn. Các chúng sinh đó hoặc được sinh vào cõi người, hoặc được sinh lên cõi trời, hoặc có người hướng về hai thừa thanh văn và duyên giác bồ đề, hoặc có người tu hành đạo nhất thiết trí. Đây là vị dạ thần chiếu theo các tánh chúng sinh khác nhau để giáo hóa họ. Lại trong mỗi các chân lông của vị dạ thần đó thị hiện đủ thứ pháp môn phương tiện giáo hóa, hoặc vì chúng sinh thị hiện thân, hoặc vì chúng sinh thuyết pháp, hoặc vì chúng sinh thị hiện đạo thanh văn thừa, hoặc vì chúng sinh thị hiện đạo độc giác thừa, hoặc vì chúng sinh thị hiện Bồ Tát hạnh, Bồ Tát dũng mãnh, Bồ Tát tam muội, Bồ Tát tự tại, Bồ Tát trụ xứ, Bồ Tát quán sát, Bồ Tát sư tử tần thân, Bồ Tát giải thoát du hí. Vị dạ thần dùng đủ thứ pháp môn phương tiện như vậy để thành thục chúng sinh. Ở trên tường thuật lại cảnh giới dạ thần ở trong hư không, thành thị là biểu thị giáo đạo, hư không là biểu thị chứng đạo. Thần dạ thần mặc y màu đỏ là biểu thị chứng trí hiển rõ của ngài, và tất cả tinh tú hiện rõ trong thân ngài. Thân thể của ngài dùng biểu như thể tinh tú dùng biểu pháp môn. Tinh tú chẳng lìa một thân, như pháp môn chẳng lìa như thế. Trên thân của ngài mỗi lỗ chân lông đều thị hiện giáo hóa chúng sinh, là biểu thị giáo hóa đại dụng của ngài, chẳng lìa khỏi tánh một chân lông. Đoạn kinh văn này tường thuật lại một cảnh giới cao thâm. Tất cả duy tâm tạo, chánh ngộ tự tâm, chẳng do người khác ngộ, mà lỗ chân lông dùng sự so sánh chân tánh. Do đó, lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong. Cho nên tất cả tinh tú đều hiện rõ trong thân ngài. Tất cả chúng sinh có thể thị hiện nơi mỗi lỗ lông, mà những cảnh giới này đều đồng thời phát sinh viên dung vô ngại. Thiện tài đồng tử thấy nghe như vậy rồi, tâm sinh đại hoan hỷ, cúi thần sát đất, đánh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi chắp tay ở trước vị dạ thần mà bạch rằng: Đức Thánh có trước đã phát tâm an hậu đa la tam miệu tam bồ đề, tâm con trông mong nương thiện trí thức đạt được công đức pháp tạng của các Như Lai, xin hãy vì con thị hiện đạo nhất thiết trí, con tu hành trong đó cho đến bậc thập lực. Thiện tài đồng tử thấy nghe cảnh giới thị hiện không thể nghĩ bàn của vị chủ dạ thần như vậy rồi, tâm sinh đại hoan hỷ, cúi thân mình sát đất, đảnh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi chắp tay ở trước vị dạ thần mà bạch rằng: Đức Thánh con trước đã phát tâm an hậu đà la tam miệu tam bồ đề, tâm còn trông mong nương nhờ thiện trí thức đắc được công đức pháp tạng của tất cả các Như Lai, xin ngài hãy vì con thị hiện đạo nhất thiết trí, khiến cho con tu hành trong đó cho đến bậc thập lực của Như Lai. Bấy giờ vị dạ thần đó bảo thiện tài rằng: lành thay thiện nam tử, thầm tâm người cùng kính thiện trí thức, thích nghe lời thiện trí thức, tu hành theo lời dạy của thiện trí thức. Nhờ tu hành mà ngươi chắc chắn sẽ đắc được an hậu đa la tam miệu tam bồ đề. Lúc đó vị dạ thần bảo thiện tài đồng tử rằng: lành thay thiện nam tử, thâm tâm người cùng kính thiện tri thức, thích nghe lời thiện tri thức, tu hành theo lời dạy của thiện tri thức,
Nhờ tu hành mà chắc chắn ngươi sẽ đắc được quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, ta đắc được giải thoát Bồ Tát Pháp Quang Minh, phá si ám của tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, ta đắc được giải thoát Bồ Tát Pháp Quang Minh, phá si ám của tất cả chúng sinh. Vị dạ thần này đã đắc được trí vô ngã, nhờ sức bi mà phá được chúng sinh ám. Pháp Quang Minh là trí huệ, ngài bi trí đều đầy đủ. Thiện nam tử, ta đối với chúng sinh ác huệ thì khởi tâm đại từ, đối với chúng sinh nghiệp bất thiện thì ta khởi tâm đại bi, đối với chúng sinh làm nghiệp thiện thì ta khởi tâm hoan hỷ, đối với chúng sinh thiện ác hai hạnh thì ta khởi tâm phụng hài, đối với chúng sinh tạp nhiễm thì ta khiến cho họ sinh tâm thanh tịnh, đối với chúng sinh tà đạo thì ta khiến cho họ sinh tâm chánh hạnh, đối với chúng sinh hiểu biết thấp kém thì ta khiến cho họ được hiểu biết rộng lớn, đối với chúng sinh thích sinh tử thì ta khiến cho họ bỏ luân chuyển, đối với chúng sinh trụ đạo hai thừa thì ta khiến cho họ trụ nhất thiết trí. Thiện nam tử, ta nhờ được giải thoát này mà thường cùng với tâm tương ưng như vậy. Thiện nam tử, ta đối với chúng sinh ác huệ không giữ quỷ cụ tà trì tà kiến thì khởi tâm đại từ, đối với chúng sinh tạo nhiều nghiệp bất thiện chẳng có nghiệp thiện thì ta khởi tâm đại từ đại bi, do đó từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. Đối với chúng sinh làm nghiệp thiện thì ta khởi tâm hoan hỷ, đối với chúng sinh thiện ác hai hạnh xen tạp thì ta chỉ nhớ nghiệp thiện, quên đi nghiệp ác, chẳng khởi tâm phân biệt hai thứ. Đối với chúng sinh tạp nhiễm chẳng thanh tịnh thì ta khiến cho họ sinh tâm thanh tịnh, đối với chúng sinh tà tri tà kiến bán môn ngoại đạo thì ta khiến cho họ sinh tâm chánh hạnh, đối với chúng sinh hiểu biết thấp kém thì ta khiến cho họ được hiểu biết rộng lớn để minh bạch đạo lý chân chánh, đối với chúng sinh thích sinh tử thì ta khiến cho họ bỏ luân chuyển trong sáu đường, đối với chúng sinh trụ đạo thanh văn duyên giác hai thừa thì ta khiến cho họ trụ tâm nhất thiết trí mà tu đại thừa Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ta nhờ đắc được môn giải thoát pháp quang minh tạng phá si ám của tất cả chúng sinh này mà ta thường cùng với tâm tương ưng như vậy. Thiện nam tử, khi lúc trời tối yên tĩnh, quỷ thần trộm cướp các chúng sinh ác đi du hành, mây nhiều sương dày, gió bão mưa lớn, mặt trời mặt trăng tinh tú đều bị che khuất hết, chẳng thấy gì nữa. Ta thấy các chúng sinh hoặc vào trong biển, hoặc đi trên đất, núi rừng hoang vắng, các nơi hiểm nạn, hoặc gặp trộm cướp, hoặc thiếu lương thực, hoặc mê mất phương hướng, hoặc quên mất đường về, hoảng hốt sợ hãi, không thể tự thoát được, thì ta liền dùng đủ thứ phương tiện để cứu giúp họ. Thiện nam tử, mỗi đêm khi lúc trời tối yên tĩnh, quỷ thần trộm cướp các chúng sinh ác đi du hành, lúc mây nhiều sương dày, gió bão mưa lớn, mặt trời mặt trăng tinh tú đều bị che khuất hết, chẳng thấy gì nữa. Ta thấy các chúng sinh hoặc vào trong biển, hoặc đi trên đất, núi rừng hoang vắng, các nơi hiểm nạn, hoặc gặp trộm cướp, hoặc thiếu lương thực, hoặc mê mất phương hướng, hoặc quên mất đường về, hoảng hốt sợ hãi, không thể tự thoát được, thì ta liền dùng đủ thứ phương tiện để cứu giúp họ. Vì người gặp nạn trên biển thì ta hiện làm người lái thuyền, làm vua cá, vua ngựa, vua rùa, vua voi, vua Atula và thần biển. Vì những chúng sinh đó ngăn gió mưa ác, ngừng sóng to mà dẫn đường cho họ, chỉ bỏ cho họ, khiến cho họ khỏi sợ hãi, đều được an ổn. Ta lại nghĩ như vậy, nguyện đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho họ xả lìa tất cả các khổ. Vì những người gặp nạn trên biển thì ta liền vì họ hiện làm người lái thuyền, làm vua cá, vua ngựa, vua rùa, vua voi, vua Atula và thần biển. Vì những chúng sinh đó ngăn gió ác mưa lớn, ngừng sóng to mà dẫn đường cho họ, chỉ bờ cho họ, khiến cho họ khỏi sợ hãi, đều được an ổn. Ta lại nghĩ như vậy, nguyện đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho họ xả lìa tất cả các khổ mà được an lạc. Lúc trước ở Hương Cảng, có người rớt xuống biển, được con rùa lớn cõng đưa vào bờ, cứu sống một sinh mạng. Đó là Bồ Tát thị hiện đủ thứ hình dáng để cứu độ chúng sinh, nhưng người vẫn không biết đó thôi.